Ba La Mã giải thích quyền nghĩa của kinh. Một, thích danh. Giải: đệ nhất, thích danh. Thử kinh dĩ năng thuyết, sở thuyết nhân di danh. Phật giả, thử đồ đăng thuyết chi giáo chủ, tức Thích Ca Mâu Ni. Thừa đại bi nguyện lực, sanh ngũ trược ác thế, dĩ tiên giác giác hậu giác. Vô pháp bất tri, vô pháp bất kiến giả giả. Thuyết giả, duyệt sở hoài giả. Phật chỉ độ sanh di hoài, chúng sanh thành Phật cơ thục, vị thuyết năng tính pháp, linh cứu cánh thoát, cố duyệt giả. A Di Đà, sở thuyết bỉ độ chi đạo sư. Dĩ tứ thập bát nguyện, tiếp tính nguyện niệm Phật chúng sanh, sanh cực lạc thế giới, vĩnh giai bất thoái giả giả. Phạn ngữ A Di Đà, thử dân vô lượng thọ, diệt dân vô lượng quang, yếu chi công đức trí huệ, thần thông đạo lực y chánh trang nghiêm, thuyết pháp quá độ nhất nhất vô lượng giả. Nhất thiết kim khẩu, thông danh di kinh, đối thượng ngũ từ, thị thông biệt hiệp di đề giả. Giáo, hành, lý tam, các luận thông biệt, quảng như thai tạng sở minh. Giải: chú giải, nhằm phân biệt lời giải thích của tổ với chánh kinh. Trước những lời chú giải của tổ, cụ Lưu Thừa Phù đề chữ giải, còn trước phần chánh kinh thì ghi chữ kinh. Thứ nhất là giải thích tên kinh. Kinh này dùng người nói và người được nói để đặt tên. Phật là Đức Giáo Chủ nói kinh trong cõi này, tức Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đại bi nguyện lực, sanh trong đời ác ngũ trược, dùng tiên giác để giác ngộ kẻ hậu giác. Không pháp nào chẳng biết, không pháp nào chẳng thấy. Thuyết là thỏa lòng mong mỏi. Chú giải: thời cổ, chữ thuyết, nói và duyệt, vui vẻ, được dùng lẫn cho nhau. Đại sư dùng ngay ý này để giải thích tuyệt khéo. Thuyết là nói ra để thỏa mãn bổn hoài độ sanh của chính mình. Do thấy chúng sanh căn cơ chín mùi, có thể tiếp nhận pháp vô thượng này nên vui sướng nói ra. Phật mang chí nguyện độ sanh, căn cơ thành Phật của chúng sanh đã chín mùi, bèn giảng cho họ biết pháp khó tin, khiến họ được giải thoát rốt ráo. Cho nên Phật vui sướng. A-di-đà là đấng đạo sư của cõi đang được nói đến. Ngài dùng 48 nguyện tiếp độ chúng sanh tín nguyện niệm Phật sanh về thế giới cực lạc, vĩnh viễn đạt đến địa vị bất thoái. Tiếng Phạn là A-di-đà, cõi này dịch là vô lượng thọ, còn dịch là vô lượng quang. Nói tới những điểm trọng yếu thì công đức, trí huệ, thần thông đạo lực, sự trang nghiêm nơi y báo và chánh báo, thuyết pháp, quá độ, mỗi mỗi đều vô lượng. Hết thảy những gì do kim khẩu của Đức Phật nói ra đều gọi chung là kinh. Chữ kinh đem phối hợp với năm chữ trước, tức Phật thuyết A-di-đà, là đem ghép cả thông lẫn biệt thành tựa đề kinh. Chú giải: thông thường các vị cổ đức chú giải thường chia tên gọi của một bộ kinh ra làm hai phần, thông đề và biệt đề. Thông đề là tên chung của các kinh, chỉ gồm một chữ kinh, và biệt đề là tên riêng của kinh đó. Chẳng hạn, Phật thuyết A-di-đà kinh thì kinh là thông đề, còn biệt đề là Phật thuyết A-di-đà. Ba món giáo, hành, lý, mỗi thứ đều luận định thông và biệt, giảng giải chi tiết thì như trong kinh sách của Tông Thiên Thai đã giảng. Thích Ca Mâu Ni Phật nương theo đại bi nguyện lực sanh trong đời ác năm trượt, rộng độ hữu tình. Vì sao con người phải sanh vào thế gian? Lúc tôi 13, 14 tuổi, thường nghĩ đến vấn đề này. Có lúc nghĩ cả mấy tháng, nhưng chẳng tìm được câu trả lời. Phật dạy, nhân sanh di thù nghiệp nhi lai. Đời người là do đền trả cái nghiệp mà sanh ra. Trong quá khứ, làm lành thì đời này hưởng phước. Nếu không, chuyện gì cũng trái ý, nhân quả báo ứng chính là chân tướng sự thật. Nếu hiểu rõ sự thật này thì sẽ tâm an, lý đắc, chẳng còn oán trời trách người, tâm liền an ổn, tâm an ác định, định sinh ra huệ, từ đấy bỏ ác hướng lành, thay đổi tương lai. Tiên sinh Viên Liễu Phàm viết Liễu Phàm Tứ Quấn nhằm xiển minh phương pháp
sửa đổi vận mạng hết sức tường tận. Ông ta cả đời sửa lỗi, đổi mới, đoạn ác, tu thiện. Ông ta đã thay đổi vận mạng của đời mình, khác với lời dự đoán của Khổng Lão tiên sinh từ Vân Nam tới. Cụ Khổng là một người đắc chánh truyền phép bói hoàng cực số của Thiệu Tử, Thiệu Khang Tiết. Chú giải: hoàng cực số là một phép bói toán vận mạng dựa theo nguyên tắc và lý luận trong bộ Hoàng Cực Kinh Thế Thư của Thiệu Ung, Thiệu Khang Tiết. Sách này dựa trên lý luận của kinh dịch để hình thành một hệ thống lý luận bói toán độc đáo. Trong nhà Phật, hữu cầu tất ứng. Cầu là mong cầu đúng lý, đúng pháp thì đều có thể cầu được. Nếu cầu chẳng được thì là do chính bản thân ta có chướng ngại. Điều mong cầu trong sách Di Đà yếu giải này chính là cầu thành Phật. Ai cầu thành Phật thì cũng đều có thể đạt được, chứ tiếng tâm, lợi dưỡng, công danh phú quý trong thế gian thì có khác gì lông gà, vỏ tỏi. Cầu đúng lý, đúng pháp thì sẽ có thể chuyển biến cái thân nghiệp báo thành cái thân nguyện lực. Trước kia, thân nghiệp báo trong mỗi niệm đều tính toán vì bản thân. Từ nay trở đi, mỗi niệm đều vì hết thảy chúng sanh, niệm niệm vì Phật Pháp. Phật Pháp là nền giáo dục viên mãn chí thiện trong thế gian. Nếu chúng sanh có cơ duyên tiếp nhận Phật Pháp thì sẽ đều có thể chuyển biến nghiệp lực thành nguyện lực. Vào 3.000 năm trước, khi Đức Phật giảng kinh này, nếu chẳng phải là bậc đại trí huệ, sẽ rất khó thể thấu hiểu được. Ngày nay, giảng bộ kinh này, đại đa số mọi người đều nhận thấy giống như vậy. Đức Phật nói, cõi này là ngũ trược ác thế, hiện thời nhìn lại chẳng sai chút nào. Trược là ô nhiễm, hiện thời tình hình ô nhiễm nghiêm trọng, các nước đều đề xướng bảo vệ môi trường. Ác là ác nghiệp, tâm con người chẳng lành, thân phạm giết, trộm, dâm, miệng phạm nói dối, nói đôi chiều, ác khẩu, nói theo dệt, ý phạm tham sân si. Xã hội hiện nay tràn ngập 10 điều ác. Đức Phật do đại từ đại bi nguyện lực mà sanh vào thời đại này, nhằm cứu vớt chúng ta thoát lìa biển khổ. Phật là tiên giác, người đã giác ngộ trước, triệt để hiểu rõ chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Không pháp nào chẳng biết, không pháp nào chẳng thấy, dùng tiên giác để giác ngộ hậu giác. Kẻ sẽ giác ngộ sau này. Bồ Tát là hậu giác. Nếu ai có thể thật sự nương theo Phật Pháp để tu hành thì là Bồ Tát, nhất là đối với pháp môn này. Trong tựa đề kinh Vô Lượng Thọ đã ghi Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, cho thấy pháp môn niệm Phật là pháp môn tu hành của hàng Đại Thừa Bồ Tát. Phật ôm ấp chí nguyện độ sanh, niệm niệm giúp đỡ chúng sanh mau chóng thành Phật, hồng thỏa mãn tâm nguyện. Nếu nguyện lực của chúng ta và nguyện lực của Phật giống nhau thì sẽ có thể chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Ý niệm vừa xoay chuyển thì trước kia là chúng sanh trong lục đạo, ngay lập tức liền biến thành pháp thân đại sĩ. Chúng ta học Phật cũng phải giữ tấm lòng vì chúng sanh, đề cao giới thiệu nền giáo dục viên mãn này cho hết thảy chúng sanh. Có như vậy thì mới đồng nguyện, đồng đức, đồng tâm với chư Phật. Cơ duyên của chúng sanh chín mùi nên Đức Phật giới thiệu với chúng sanh pháp môn này. Trong phần phát khởi tự của kinh Vô Lượng Thọ vừa mới đầu, với mặt Đức Phật rạng rỡ, tôn giả A Nan từ trước đến nay chưa hề trông thấy như thế, là vì cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã đến rồi. Phật đặc biệt hoan hỷ. Nói cơ duyên chín mùi nghĩa là họ vừa nghe liền hiểu ngay, vừa nghe liền tin ngay, vừa nghe liền khai ngộ. Người trong đời này sẽ liền có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, đạt được giải thoát rốt ráo. Cái thân trong hiện tại sẽ gọi là tối hậu thân, thân sau cùng. Hãy sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đều là đi ngay trong lúc sống, chứ không phải chết rồi mới đi về đó. Đây là pháp môn bất tử, còn gọi là pháp môn thành tựu ngay trong khi còn sống. Người công phu giỏi sẽ biết trước lúc mất, chính mình tự biết vui vẻ ra đi. Trong lời khai thị cho Phật Thất, Pháp Sư Đàm Hư có nói, trong đời Ngài đích thân thấy 20 mấy người giảng sanh, còn nghe kể lại thì chẳng thể kể xiết. Người cơ duyên chín mùi là thiện căn đã tu trong quá khứ vô lượng kiếp tới nay, chín mùi.
Hiện thời được mười phương hết thảy chư Phật Như Lai ngấm ngầm gia trì, khiến cho người ấy tiếp xúc pháp môn này liền có thể lập tức hiểu, tin, nguyện, hành. Chúng ta nhất định phải quý tiết cơ hội được nghe pháp trong thời khắc này, hạ quyết tâm niệm Phật, chớ nên bỏ uổng cuộc đời này. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đã dạy: ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La tam biểu tam bồ đề, vì nhất thiết thế gian thuyết thử nan tính chi pháp, thì di thầm nan. Ta trong đời ác ngũ trược làm chuyện khó khăn này, đắc vô thường chánh đẳng chánh giác, vì hết thảy thế gian nói pháp khó tin này thật là rất khó. Phật Thích Ca chính là vị Phật do tu pháp môn niệm Phật mà thành Phật. Ngẫu Ích đại sư nhắc nhở chúng ta điều này, chúng ta mới đột nhiên liễu giải. A Di Đà Phật là bậc đạo sư trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới được hết thảy chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới ca ngợi. Chư Phật có cùng một đại nguyện, tức là độ chúng sanh thành Phật đạo. Phật Phật đạo đồng đều nhận thấy chúng sanh khó độ, đồng thời biết Tây Phương A Di Đà Phật có pháp môn thuận tiện là niệm Phật, thích hợp khắp ba căn, thâu tóm độn căn lẫn lợi căn. Do vậy, chư Phật đều đề cao giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật với những chúng sanh đang được các ngài hóa độ. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng ra ngoài thông lệ ấy, nói ba kinh Tịnh Độ nhằm khuyên chúng ta sanh về Tây Phương. Đã thế, pháp môn sanh về Tây Phương lại cực đơn giản, chỉ cần tín nguyện niệm Phật là được. Thật thà niệm một câu A Di Đà Phật là được rồi. Khi lâm chung, Phật nhất định đến tiếp dẫn. Đó là bổn nguyện của ngài. Trong hết thảy cõi nước, hết thảy các pháp môn đều là khi tiến khi lùi. Chỉ riêng pháp môn niệm Phật là sau khi sanh về Tây Phương chỉ có lên lớp chứ không sụt xuống, bất quá là tiến nhanh hay chậm mà thôi. Có ba thứ bất thoái chuyển. Một, vì bất thoái, thánh nhân tiểu thừa chứng đến sơ quả, chẳng lui sụt trở lại địa vị phàm phu, nhưng thời gian vượt lên những địa vị cao hơn rất dài. Hai, hành bất thoái, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi giáo hóa chúng sanh, chẳng còn lui sụt xuống tiểu thừa. Ba, niệm bất thoái, niệm niệm hướng đến vô thượng bồ đề, chính là pháp thân đại sĩ, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Niệm Phật sanh về Tây Phương liền chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái, đúng là pháp khó tin. Phải hiểu rõ ràng hai chữ công đức. Công là công phu tu hành, đức là quả báo. Cài bừa một phần thì thâu hoạch một phần, cài bừa là công, thâu hoạch là đức. Lợi ích chúng sanh là công, trưởng dưỡng bồ đề là đức. Chữ đức có cùng ý nghĩa với chữ đắc, trong đắc thất, được, mất. Ví dụ như trì giới là công, nhất định sanh ra định, định là đức, tu định là công, nhất định khai huệ, khai trí huệ là đức. Trí huệ đã mở mang sẽ phá vô minh, đoạn phiền não, thành tựu vô thượng bồ đề niết bàn. Công đức khác phước đức. Phước đức chỉ có thể đạt được phước báo trong cõi trời, cõi người, chẳng thể vượt thoát luân hồi. Lương Vũ Đế là đệ tử kiền thành của nhà Phật. Trong thời gian làm vua, ông ta đã dựng 480 tòa tự viện, độ mấy chục vạn người xuất gia. Đạt Ma Tổ Sư của Thiền Tông đến Trung Quốc gặp mặt Lương Vũ Đế, vua có ý khoe khoang, nói: trẫm dựng chừng đó chùa miếu, độ bao nhiêu tăng chúng, công đức có to lớn hay không? Tổ Đạt Ma nói: trọn chẳng có công đức gì. Kết quả nói năng không hợp ý, Tổ Đạt Ma lánh xa, sang chùa Thiếu Lâm nhìn vách suốt 9 năm. Nếu thuở ấy Lương Vũ Đế hỏi Tổ Đạt Ma: phước đức của trẫm lớn hay nhỏ? Tổ Đạt Ma nhất định nói: phước đức vô lượng vô biên. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư cũng có nói: sanh tử đại sự, phước chẳng thể cứu được, không có cách nào ban công đức cho người khác, còn phước đức có thể trao cho người khác. Thần thông là năng lực, thông là thông đạt, thần là thần kỳ, chẳng thể lượng. Chữ đạo lực chỉ công phu tu dưỡng trong Phật Pháp, gọi nó là giới định huệ. Y báo là sự thụ hưởng trong hoàn cảnh sống, chánh báo là thân thể của chính mình, trang nghiêm là chân thiện mỹ huệ. Người giỏi thuyết pháp có phương pháp dạy học rất khéo léo,
khiến cho người nghe vui vẻ tiếp nhận. Quá độ là giúp cho chúng sanh biến đổi khí chất, quá phàm thành thánh. Những thứ vừa nói trên đây đều là mục tiêu tối cao trong sự tu học Phật Pháp. Phàm những pháp do chính miệng Đức Phật nói ra đều được gọi là kinh. Thật ra kinh Phật do năm loại người nói ra. Chú giải: có hai cách giải thích câu này. Một, kinh Phật do Đức Phật, đệ tử Phật, tiên nhân, chư thiên và hóa thân, tức người được biến hóa, nói ra. Đây là quan điểm của Ngài Tịnh Ảnh trong Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ. Hai, năm loại người nói trong kinh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, chúng sanh, khí thế gian, vật chất như núi, sông, đại địa. Đây là quan điểm của Hoa Nghiêm Kinh Sớ. Những điều do người khác nói ra, nếu phù hợp kích khao với chân tướng sự thật, được Phật chấp nhận, thì cũng được coi là giống như Phật nói. Trong nhà Phật nói tới pháp ấn, thì ấn biểu thị cho sự tin tưởng. Công văn của quan phủ có đóng cái ấn to lên sẽ được công nhận là có hiệu lực. Hết thảy pháp đại thừa dùng thật tướng làm pháp ấn, chẳng phải do Phật nói, nhưng nội dung những lời nói ấy cũng là chân tướng sự thật, thì cũng giống như do Đức Phật nói. Giáo, hành, lý tam, các luận thông biệt, quảng như thai tạng sở minh. Đối với giáo, hành, lý, Ngẫu Ích Đại Sư không giảng tường tận là vì trong bộ Sớ Sao của Ngài Liên Trì và bộ Viên Trung Sao của Ngài U Khê đã giảng rất tường tận. Ngoài ra, những kinh sách của Tông Thiên Thai cũng đều có thể dùng để tham khảo. Giáo là tài liệu dạy học, hết thảy kinh điển nhà Phật chính là sách giáo khoa. Nội dung kinh Phật ắt có đạo lý thích hợp cho từng cấp, từng địa phương, thích hợp với nhu cầu của chúng sanh trong từng thời đại, đó gọi là lý. Ngoài lý ra, ắt phải có phương pháp để nương theo lý mà tu hành, nhằm chứng tỏ hễ nương theo đó để hành thì trong tương lai nhất định có thể đạt được, đó gọi là hành.